giáo viên đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của học sinh. Hầu hết các giáo viên đều có câu chuyện để chia sẻ về thành tích của học sinh và ảnh hưởng tích cực mà họ mang lại. Giáo viên giúp định hình thế hệ tương lai của chúng ta. Hãy là một giáo viên như vậy. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền. Quý vị có muốn luôn an toàn khi sử dụng Internet không? Trung tâm An ninh mạng Úc thuộc Tổng cục Tín hiệu Úc đang sẵn sàng để giúp đỡ. Các hướng dẫn an ninh mạng hàng đầu của chúng tôi hiện có sẵn bằng hơn 20 ngôn ngữ. Hãy tìm hiểu cách thức để bảo vệ thiết bị, thông tin của quý vị và tránh các mối đe dọa mạng thường gặp. Hãy tải xuống các hướng dẫn miễn phí này. Truy cập trang mạng cyber.gov.au. Được phép của chính phủ Úc Canberra, authorized by the Australian Government Canberra. Lily xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Đài Việt TV Úc Châu, sau vụ 84 người nhập cư trái phép được tòa án tối cao tha bổng, lãnh đạo đối lập Peter Dutton đã đưa ra ý kiến gây nhiều tranh cãi về lập các khu vực sinh sống riêng cho những người như vậy. Trong khi đó, hãng viễn thông Optus đã nhận được hàng nghìn yêu cầu bồi thường từ khách hàng và các doanh nghiệp nhỏ do sự cố mất mạng trên toàn quốc. Trong đời sống hàng ngày, một hội đồng ở Melbourne đã phải xin lỗi vì cho vẽ các bức tranh tường giống với những bức biếm họa và châm biếm bài Do Thái. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Hai, ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Đài Việt TV Úc Châu. Đầu tiên là thông tin về lãnh đạo đối lập đề xuất lập vùng sống riêng cho người nhập cư trái phép được thả. Sau vụ 84 người nhập cư trái phép được tòa án tối cao tha bổng, lãnh đạo Liên đảng Tự do Quốc gia đối lập Peter Dutton đã đưa ra ý kiến cho rằng Úc Châu nên lập các khu vực sinh sống riêng để cho những người nhập cư trái phép được tòa án tối cao trả tự do. Tuy nhiên, đề xuất này đã ngay lập tức bị bác bỏ vì vô nghĩa và vi hiến. Lãnh đạo phe đối lập đã đưa ra nhận xét này vào sáng thứ Sáu vừa qua trong một cuộc phỏng vấn khoe khoang về việc Đảng Lao động đã chấp nhận yêu cầu của ông nhằm tăng cường các hạn chế đối với 84 người được thả ra khỏi nơi giam giữ nhập cư trái phép sau phán quyết của tòa án cấp cao về việc giam giữ vô thời hạn họ là trái pháp luật. Hôm thứ Năm vừa rồi, Quốc hội đã thông qua luật áp đặt giám sát vòng điện tử và lệnh giới nghiêm đối với 84 người này hiện đã được cấp thị thực bắc cầu. Bất cứ ai trong 84 người này vi phạm các điều kiện đều phải chịu mức án tối thiểu là 1 năm tù. Vào thứ Sáu, trong một cuộc họp báo, ông Dutton được hỏi là ông sẽ giải quyết như thế nào với 84 người đã được thả nếu ông là thủ tướng và liệu trục xuất họ có phải là một giải pháp hay không. Ông Dutton nói rằng chính phủ cũng có thể sử dụng các biện pháp ngoại giao để đưa họ trở về quê hương của họ, nhưng 84 người này đều vô tổ quốc. Do vậy, Úc có thể lập những khu vực chuyên biệt cho người di cư trái phép sinh sống để dễ quản lý nếu họ được tòa án tối cao tha bổng. Đề xuất của ông Dutton dường như ám chỉ chính sách tương tự thời cựu thủ tướng John Howard nhằm ngăn chặn những người đến bằng thuyền xin tị nạn. Tuy nhiên, quyền giám đốc pháp lý tại Trung tâm Luật Nhân quyền Samathi Verma cho rằng đề xuất của ông Dutton đã không thể thực hiện được do vi phạm hiến pháp của Úc Châu. Kế đến là thông tin về việc hãng viễn thông Optus nhận được gần 10.000 đơn đòi bồi thường do sự cố mất mạng. Hãng viễn thông Optus đã nhận được hàng nghìn yêu cầu bồi thường từ khách hàng và các doanh nghiệp nhỏ do sự cố mất mạng trên toàn quốc khi giám đốc điều hành của công ty thừa nhận ngay cả các cuộc gọi khẩn cấp 000 cũng không thể thực hiện được. Giám đốc điều hành Optus bà Kelly Bayer-Rosmarin đã bị các thượng nghị sĩ chất vấn hôm thứ Sáu vừa rồi về việc Optus ngừng hoạt động trong vòng 14 giờ, ảnh hưởng đến khoảng 10 triệu khách hàng vào hôm 8 tháng 11. Sự cố ngừng hoạt động đã khiến các chủ doanh nghiệp quy mô nhỏ và lớn buộc phải điều chỉnh hoạt động của mình khi đường dây điện thoại và thiết bị đầu cuối của máy tắt thẻ tiền ngừng hoạt động. Bà Rosmarin cho biết 8.500 khách hàng đã liên hệ với Optus để yêu cầu bồi thường kể từ khi mạng ngừng hoạt động. Và cho đến nay, công ty viễn thông này đã phải gánh một hóa đơn bồi thường lên tới $430.000. Đến nay đã có khoảng $36.000
đã được trả cho khách hàng và doanh nghiệp nhỏ. Trong khi đó, đến nay, hàng triệu khách hàng cá nhân chỉ mới được Optus tuyên bố bồi thường bằng cách cung cấp một dung lượng Internet là 200 GB miễn phí. Giám đốc điều hành Optus cho biết công ty đang hợp tác chặt chẽ với thanh tra công nghiệp viễn thông để đảm bảo mọi khiếu nại được giải quyết kịp thời và hiệu quả. Từ ngày 13 tháng 11, những khách hàng đủ điều kiện và chủ doanh nghiệp nhỏ đã được cung cấp 200 GB dữ liệu miễn phí để đền bù cho việc ngừng hoạt động. Tốc độ Internet nhanh hơn dành cho khách hàng NBN và băng thông rộng tại nhà cũng sẽ được cung cấp trong tháng 12. Trong cuộc chất vấn của Thượng viện, bà Rosemary tiết lộ 228 cuộc gọi vào số khẩn cấp Chip Zero không thể thực hiện được trong thời gian mất mạng điện thoại và Internet. Optus cũng đã tiến hành kiểm tra phúc lợi đối với 228 hành khách đó khi mạng lưới của họ hoạt động trở lại và may mắn là không xảy ra sự cố gì đáng tiếc. Còn theo thông tin mới nhất vào sáng ngày hôm nay, thì bà Rosemary đã tuyên bố từ chức. Tiếp đến là một thông tin về chống biến đổi khí hậu, tuyệt thực để phản đối chính sách than đá của chính phủ Albanese. Một cựu cao ủy Úc ở Ghana, ông Gregory Andrews, đã được các nhân viên y tế hỗ trợ đưa lên xe cứu thương bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Canberra vào cuối tuần qua, sau khi nhịn ăn trong hơn 2 tuần để phản đối việc chính phủ Albanese tiếp tục trợ cấp cho ngành khai thác than đá. Một biện pháp mà ông Andrew cho là đi ngược lại các chính sách về chống biến đổi khí hậu của Úc cũng như các nước khác trên toàn cầu khi đang phải tìm cách giảm loại nhiên liệu hóa thạch này. Ông Andrews đã tới ngồi biểu tình trên bãi cỏ trước tòa nhà Quốc hội Liên bang trong suốt 16 ngày qua và không ăn uống gì, thậm chí nhằm thu hút sự chú ý đến vấn đề biến đổi khí hậu. Theo tờ The Guardian, nhà hoạt động này đã được nhân viên y tế cùng cảnh sát hỗ trợ đưa đi kiểm tra tình trạng sức khỏe sau khi một người qua đường nhận thấy ông bị khó thở. Vợ của ông Andrews cũng nói với báo chí rằng cuộc tuyệt thực của ông có thể chấm dứt do cơ thể bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ảnh hưởng từ việc nhịn ăn. Trước đó, ông Andrews tuyên bố sẽ tiếp tục hành động này cho đến khi Thủ tướng Anthony Albanese cam kết hành động thực sự về vấn đề biến đổi khí hậu. Trong một bài đăng trên mạng X trước đó vào sáng thứ Sáu, ông Andrews cho biết ông đã thu thập được hơn 4.500 chữ ký cho bản kiến nghị tuyệt thực vì khí hậu của mình để gửi tới chính phủ liên bang. Trong bản kiến nghị này, ông đưa ra các yêu cầu gồm ngừng xuất khẩu than và khí đốt, tạm ngừng khai thác rừng nguyên sinh, công bố kết quả từ báo cáo đánh giá rủi ro khí hậu an ninh quốc gia và sửa đổi đạo luật đa dạng sinh học bảo vệ môi trường của Úc để phù hợp với các tác động của biến đổi khí hậu. Kể từ khi bắt đầu ngồi tuyệt thực ở trước tòa nhà Quốc hội vào đầu tháng 11 này, ông Andrews đã được người dân và nhiều nhân vật có tiếng tăm đến thăm, trong đó có cả các thượng nghị sĩ. Ông Andrews cũng đã ghi lại số cân nặng giảm hàng ngày do thực hiện tuyệt thực, đồng thời thường xuyên đăng những bức ảnh chụp mình trên một chiếc cân. Ông cho biết duy trì sự sống nhờ vào nước và thìa muối. Một thông tin về vấn đề an ninh mạng, người Úc đặt mật khẩu quá dễ đối với tin tặc. Một kho mật khẩu vừa bị đánh cắp giao bán trên các trang web đen đã được các chuyên gia phân tích và đưa ra cảnh báo về một xu hướng nguy hiểm trong cách người Úc chọn mật khẩu để đặt cho các tài khoản trên mạng của họ. Ai cũng biết là trong thời công nghệ ngày càng hiện đại, thì một chủ tài khoản đăng nhập trên mạng cần phải đặt một mật khẩu ngày càng phức tạp hơn. Nhưng trong năm nay có vẻ như hàng nghìn cư dân Úc vẫn không nhớ điều này. Trong kho mật khẩu đang được giao bán, người ta nhận thấy có 5 dạng mật khẩu phổ biến hàng đầu có tính chất dễ đoán nhất bởi là các lựa chọn cực kỳ đơn giản và có thể đoán trước được. Mật khẩu bị đánh cắp phổ biến nhất đối với người Úc là mật khẩu có 6 ký tự không viết hoa và dễ bị đoán là từ cấm Bennett. Tiếp theo là dãy chữ số tối giản 123456. Mật khẩu dễ bị lộ thứ 3 mà người Úc thường chọn là đặt từ admin làm mật khẩu. Hầu hết những người đặt mật khẩu kiểu này đều có thể bị hack dễ dàng và tin tặc có thể bẻ khóa phần lớn chúng trong vòng chưa đầy một giây. Dữ liệu năm 2023 được công bố thông qua một công ty bảo mật trực tuyến là NordPass để tìm ra 20 mật khẩu được người Úc sử dụng phổ biến nhất, cho thấy những mật khẩu này đã bị đánh cắp bởi phần mềm trộm cắp được NordPass mô tả là phần mềm độc hại đánh cắp. Công ty này đã kết luận là với tình hình tội phạm mạng ngày càng gia tăng, nếu bạn thấy một mật khẩu của chính mình trong danh sách này thì đã đến lúc phải thay đổi bằng một mật khẩu phức tạp hơn.
Trong đời sống hàng ngày, một hội đồng ở Victoria phải xin lỗi vì vẽ tranh tường phản cảm. Một hội đồng ở nội thành phía đông nam Melbourne đã phải xin lỗi vì cho vẽ một bức tranh tường vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng vì giống với những bức tranh biếm họa và châm biếm bài Do Thái. Những bức tranh tường này vẽ các khuôn mặt nhiều người có chiếc mũi dài phía trên một siêu thị trên phố Kelis ở Baraka đã được hoàn thành vào tuần trước. Chúng được vẽ như một phần của chương trình thí điểm Graffiti sáng tạo được tài trợ bởi Quỹ hỗ trợ cộng đồng của chính quyền tiểu bang và do 6 hội đồng địa phương điều hành nhằm giảm thiểu tình trạng vẽ bậy. Dự án làm đẹp phố Kelis bao gồm các bức tranh tường ở hơn 20 tòa nhà được gọi là những người dân Balaclava. Tác giả vẽ bức tranh tường này là một nghị sĩ nổi tiếng. Người trước đây đã vẽ dọc theo tuyến phố Kida Lower Esplanade vào đầu năm như một phần của dự án chống vẽ bậy tương tự. Tuy nhiên, một nghị sĩ đảng tự do là ông Sawick có ghế bầu trong hội đồng địa phương thừa nhận rằng các bức tranh tường mới được hoàn thành gần đây nhất đã khiến nhiều người dân kinh hoàng khi nhiều cử tri phàn nàn với ông rằng các bức tranh tường này trông rất phản cảm, thiếu thẩm mỹ. Những bức tranh biếm họa bài Do Thái về người Do Thái thường có chiếc mũi phóng đại, từ lâu đã được sử dụng để truyền bá lòng căm thù bài Do Thái. Thị trưởng Port Phillip Hunter Consolo cho biết, hội đồng đã nhận được một lượng lớn khiếu nại của cộng đồng liên quan đến một số bức chân dung thuộc loại ảnh này. Ông Consolo cho biết việc dỡ bỏ các bức tranh nẽ vẽ này sẽ bắt đầu vào cuối tuần này, nhưng dự kiến sẽ phải mất vài ngày để hoàn thành. Trong khi đó, cảnh sát Victoria đang điều tra sau khi người ta tìm thấy những hình vẽ bậy chống Do Thái trên hộp thư của một đơn vị ở phía đông nam Melbourne. Thống kê của cảnh sát Victoria cho thấy 164 báo cáo về các vụ việc bài Do Thái hoặc bài Hồi giáo đã được báo cáo trên toàn tiểu bang kể từ ngày 7 tháng 10. Tổng cộng 60 báo cáo đã dẫn đến một cuộc điều tra và 15 người đã bị bắt giữ. Hình vẽ bậy sẽ được cơ quan quản lý tòa nhà xóa bỏ. Cuối cùng là thông tin về vụ xét xử vụ tai nạn lâu đài phao làm 6 học sinh thiệt mạng ở Tasmania. Một công ty điều hành trò chơi nhún nhảy cho trẻ em có hình lâu đài phao ở Tasmania đã bị buộc tội liên quan đến thảm kịch ở trường tiểu học Haycrest năm 2021 khiến cho 6 trẻ em thiệt mạng và 3 trẻ em khác bị thương nặng. Như vậy là gần 2 năm sau vụ việc, tòa án Tasmania cuối cùng cũng đã buộc tội nhà điều hành Tassos về vụ việc, cáo buộc họ không tuân thủ đúng các quy định về đảm bảo sức khỏe và an toàn cho trẻ khi triển khai trò chơi, khiến trẻ nhỏ có nguy cơ tử vong hoặc bị thương nghiêm trọng. Cụ thể là vi phạm loại 2 theo đạo luật an toàn về sức khỏe lao động năm 2012. Thảm kịch xảy ra ngày 16 tháng 12 năm 2021, đúng dịp lễ tổng kết năm học ở trường tiểu học, vào một ngày gió lớn với những cơn lốc đã thổi tung lâu đài lên không trung, khiến các trẻ em đang chơi trên đó bị văng ra rơi xuống đất, cướp đi sinh mạng của 6 học sinh đang theo học lớp 2 và lớp 3 của trường. Ủy ban An toàn Việc làm Tasmania cho biết cáo buộc được đưa ra sau một cuộc điều tra kéo dài, bao gồm cả các cuộc gặp với gia đình của 6 đứa trẻ. Với bản tin vừa rồi, Lily xin tạm dừng chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Lily xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào 10 giờ sáng ngày mai.